Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. What the hell, thằng nào đấy vậy? Qua đây mời. Ui, xe không người lái các bạn ơi, cái đậu xanh xe không người lái này, what the hell. Ui, ok thằng bạn nó. Cái đậu xanh. Ui. Các bạn ơi, các bạn làm gì vậy? Ghê vậy. Các bạn đâu? Kia. Đây rồi. Ui. Thấy không? Gắt thế anh em. Ok, nice. Nai quần què, ok. Hiệu ra sao mình cậu? Bạn thử ăn xem, bạn sẽ không thể ăn được, bởi vì Bicot đấy là huy hiệu thợ săn của mình. Đây bên này, chỗ xe này. Không kẹp vào đây, mình cứ rút đồ từ cái đã. Và mình đã có được một khẩu súng đó là Spam 12 các bạn ơi. Ở đây chúng ta sẽ có gì nào? Đen đồ đen xì, nghèo lấy được cái gì luôn. Bởi vì đồ nó nghèo mà anh em. Máu đi cậu. Ok. Trên này hình như nó còn mấy thằng đấy. Bên này có bò 10 này. Ê trên phía trên hướng 300. Như trên nhà này sao vậy? Ê bị đổ cái đã. Ui. Bạn ơi làm gì mà căng đứa nào đây? Chưa thấy mất máu người. Ủa chỗ này. Ui anh em ơi. Ok. Sát thủ ơi đừng. Tại sao vậy bạn? Tại vì sao thế, bạn đã cứu mạng rồi. Mình buồn quá sát thủ ơi. No. Mình mới chỉ có được 1 kill thôi các bạn ơi. Hello, bên phải kìa. Thế rồi. Cái này. Ui. Ok, lên. Đây ok, đây ngoài. Ok bạn ơi, 2 kill rồi. Đâu? Bây giờ thì kẻ nó có cho mình được 3 kill rồi nha các bạn ơi. Đây thế nào được, mình hạ nó từ lúc nãy mà. Đây tụi đang cuốn máu của đã anh em ơi. Rút thêm tí máu nào. Ê, bên ngoài các bạn ơi. Sợ gì quất thôi, có mất máu đâu mà sợ. Ok. Sao phải sợ anh em ơi, không cần đâu. Mình không cần đâu bạn ơi. Mình đâu cần các bạn ơi, mình đâu cần các bạn ơi. Ui, nó có liệu vào trong anh em ơi, nó có liệu vào trong này. Đâu? Bạn ơi đừng bạn ơi. Sát thủ ơi đừng. Ăn vừa đi cậu, nhẹ đấy. No. Bạn ơi, mình mới chỉ có 5 kill thôi. Wow, cái gì? Mình mới là người phải nói câu này đến với bạn. Bạn đừng ăn mạng nữa được không? Hãy cho mình một trận mắc xanh đi bạn ơi. Mẹ có 5 kill thôi mà bạn. Tại sao vậy? Bạn định ăn nhiều mạng hơn cả mình ư? No. Bạn ăn ít mạng thôi. Hãy để mình tỏa sáng bạn ơi. Không cậu ơi, mình sẽ dập sáng cậu. No. Tình nghĩa anh em của chúng ta như vậy sao bạn? Bạn để ý là người xem có thấy buồn không? Khi mà nhìn SK Team tình nghĩa chẳng ra quần què gì cả anh em ạ. Anh em tình cảm đi xuống chỉ vì từng cái mạng một các bạn ạ. Cậu ơi, trên này có người này. Đấy, có một nhiều bóng keo phết đấy. Đây. Bạn ơi, lại có mạng à? Oh no. No, sát thủ ơi. Mình nghĩ anh em có chắc bền lâu. Hello. Sát thủ ơi, cậu đừng như vậy nữa. Hãy cho kẻ địch những cơ hội sống sót. No. Bạn đừng cứu cho nó nữa được không, bạn ơi. Nó đâu đó quay đi không? Bạn ơi đừng sát thủ ơi đừng. No. Mình sẽ lượn lờ quanh khu này coi. Chưa thấy ai cả các bạn ơi. Lên nhà rồi. Lên nhà ông để xem là UAV có không. Chắc không lên nhà này. Ê. Ôi không phải. Thế rồi. Nhà này thì phải không ạ? Bây giờ ông ơi. Không có lưu. Tôi có liệu đâu. Kìa mày đâu? Mày đâu em ơi? À, đang ở trên. Anh em ạ. Ui, á đồ, nó giải mình luôn, căng. Giải mình cả gắt thế, thế nó tự hạ gục bằng mình của nó à? Không, mình đã mìn nó nhưng mà còn 5 máu. Wow, gắt. Thế tôi sợ rồi. Bay cả thế thì luôn. Mình sợ rồi anh em ơi. Giờ này chẳng có gì cả đâu. Không có gì cả anh em ơi. Tranh thủ nút thêm một ít đồ cái đã. Trứng đỏ với lại trứng xanh tôi có quá nhiều, nhưng mà có mỗi tội là kiếm trứng xanh lá hơi khó anh em ạ. Trứng lục. Đúng rồi, chúng ta có thể gọi nó là trứng lục. Ủa thế mấy ông làm clip YouTube toàn là xạo lìn thế à? Thế bảo toàn hướng dẫn kiếm trứng lục. Đâu cậu? Ui, thế các bạn lại xạo lìn quá nhiều rồi anh em ạ. Ê, chán. Đây bạn đây. Thật nhá, hai thằng đều xe ấy. Đây biết rồi. Ơ. Từ không ạ? Hai thằng đều có. À. Mỗi đứa có một xe cả. Ghê. Từ bạn ơi. Ôi bạn ơi, bạn làm như vậy à? Bạn ơi, bạn làm gì vậy? Bắn xe chúng nó đi bạn ơi. Đúng rồi đấy. Ui. Anh bạn. Đúng rồi đấy. Đừng anh bạn ơi. Anh bạn sát thủ ơi, đừng như vậy được không? Please. Thằng đó đang đến. Please. Đang cuốn máu có đã anh em ạ. Đến đây bạn ơi. Từ từ bạn ơi, mình đang cuốn máu, mình đang cuốn máu này làm gì mà căng. Rút đồ thằng này cái đã bạn ơi. Đang hết đạn tự điên. Ở đâu nó đâu rồi? Bên trên à? Ở ngay phía dưới. Sợ đây. Chạy rồi. Mình cho bài phút bom keo sợ quá chạy rồi. Đây rồi, không sao đây rồi. Xem bạn đây. Có gì đâu. Dăm ba quả bóng keo của bạn là cái gì mà nó phải sợ. Đây bạn ơi, chở mình. Chúng ta sẽ cố lên sân mạng nào anh em ơi. Và anh em có thể thấy được rằng là trong cuộc vận đấu này đó là còn lại 12 người chơi nữa. À đâu, 13 người chơi nữa mới đúng này. Bạn ơi đừng. Đừng bạn ơi. Bạn ơi đừng. Đừng giả rách như vậy được không? Bạn ơi đừng. Đừng bạn ơi. Đừng bạn ơi, đừng giả rách như vậy được không? Bạn ơi đừng. Cậu ơi, cậu làm gì đấy? Giết rồi kìa. Cậu ơi. Bởi vì cậu chơi giả rách nên là chúng ta bị nhốt ở trong này rồi bạn ơi. Ta không thể làm gì được bạn ơi. Chúng ta có thể bắn súng này. Đây bên này, còn dưới góc. Sao cậu vẫn sát thủ ơi đừng. Yeah, đã được rồi anh em ơi. Mà bạn thật là tiền. Rác của mình gần đổ rồi. Tại sao bạn không nói sớm? Ui, bạn ơi, tại sao bạn không nói sớm? Mình sẽ đứng đây tỏa sáng nào, nhảy anh em ơi. Tatan. Chạm tới nóc nhà luôn. Tại sao bạn không nói sớm? Thì mình sẽ nhường nó cho bạn mà. Nhất định là bạn phải rẻ tiền như vậy sao? Mình có nhường mà bạn. Bạn đừng suy bụng ta ra một người nữa. Sát thủ ạ, không phải ai cũng rẻ tiền như bạn đâu. Đấy. Các bạn đã nhìn thấy cái tâm hồn thánh thiện của sĩ kẹo chưa anh em? Đó là không cho đồng đội ăn bộ sửa chữa rác. Đấy, à đâu? Đấy, sát thủ không cho mình ăn mà các bạn. Ở đây. Mình sẽ qua bên này coi. Ủa, bo tiếp theo nó thu tại mấy cái khu trên này anh em ạ. Em ơi, hôm nay kẹo đang xấu trai nên không thích bật cam em nhá. Chắc dưới nước kìa. Kệ kệ ông ơi. Quan trọng chúng ta đi săn mạ thôi mà. Đây còn lại bao nhiêu đây anh em ấy? Ủa, 11 người trên đấy cả. Ok. Để tôi chạy đường trên này. Chạy đường chết cho đàng hoàng này. À bây giờ có một cái UAV. Chạy xuống thử coi. Biết đâu sẽ có mạng anh em ơi. Đây. Chúng ta sẽ chạy qua cái chỗ UAV đó nhé. Đây bạn ơi. Ồ. Em chạy. Bờ sông. Mấy căn nhà thuyền gỗ. Căn nhà bờ sông. Tôi biết rồi. Ông ơi đây. Kìa quanh với căn nhà thôi. Chậm thôi, đây. Nhà ngoài này ông ơi, Có liệu không ơi? Ủa. Bạn không chơi liệu à? Ủa. Đây à? Ui, sát thủ ơi. Bạn nhanh quá nhỉ bạn nhỉ. Thế thì mình sợ rồi bạn ơi. Bạn bắn ghê thế mình sợ rồi. Nó sẽ ở bên trong mà. Ok. Kẹo vừa trang bị được giảm thanh anh em ạ. Nhưng mà kẹo để trong ba lô đấy. Tí sát thủ nó chết thì mình trang bị như thế này mới là hợp lý này anh em. Đây bạn ơi, anh em thiệt mạng. No, khi nào bạn chơi mình sẽ trang bị nhá, bởi vì bạn ăn quá nhiều mạng rồi. Không, mình mới ăn có 7 kill thôi cậu. Như vậy là quá nhiều mạng rồi. Đáng lẽ chúng ta không nên đi chung xe bạn ạ. Mình xích. Ồ. Bạn biết là mình không biết đánh dối mà. Mình mới chỉ có xích thôi. Tại sao bạn lại có 7 mạng, 7 kill? Chúng ta nót phải anh em. No. Ở đây có ai không vậy anh em ơi? Chưa thấy ai cả. Vắng quá các bạn ơi. Bật cam đi anh. Thôi em ơi, khỏi bật cam luôn. Trên này chúng ta sẽ thấy được ai không nhỉ anh em? Wow. Chưa thấy ai đâu. 7 thằng thôi. Ok. Cùng đi săn mạng nào nha em. Bạn ơi, quay lại đây, có một cái xe mới. Quay lại. Đâu? Ngay phía sau mình đấy, có một xe mới. Okay, ê bạn ơi. Cũng được. Xe này cũng mới này. Mới toanh 100% thôi nha em ạ. Và cái lượng chống chịu giáp của xe nó full luôn. Ồ, lại xe mới à? Xe đấy. Thế này có vẻ như là thiên đường Lamborghini nha em ạ. Thế trên này tôi thấy là có tận 3 cái rồi nha em ơi. Căng. Thiên đường Lamborghini là đây chứ đâu hả các bạn ơi. Ủa thế chạy mau lại đi ông ơi. Kiểu này chạy mau lại thôi. Ui, còn ngay cái vụ đánh G nữa. Căng. Hẳn là vùng đánh G cơ đấy nha em ơi. Ok, chạy đi ông. Đây tôi chỉ cho ông một con xe nữa này, thấy chưa? Đấy, trên này là có. Đây là xe của mình này. Ông chạy tiếp nữa lại có một con xe nữa ông ơi. Rẽ bên trái này có ngay một chiếc xe nữa này. Thấy chưa? Có mà vừa thấy ở chỗ này. Đấy. Trên đường Lamborghini nha, mọi chỗ này là có tận 3 cái xe Lamborghini. À đây ông ơi, hai đứa xong rào. Bạn ơi. Cái đậu xanh. Ui. Cái đậu xanh bạn ơi. Ui. Sát thủ ơi. No. Không ok. Bạn ăn nhiều mạng vậy. Chúng ta not friend. Sát thủ ơi. No. Tại sao vậy? Vì sao thế? Vì sao bạn tôi? No friend. Xong. Không rõ hướng, nó chỉ ở đằng sau thôi, chỉ biết nó. Vì sao thế bạn tôi? Hướng này nó ở hướng này, không biết. Đây xem bạn ơi. Hey. Bạn chính cứu rồi phải không? Wow. Nước mắt mình rơi, trò chơi kết thúc. Nhìn căng cậu. Ê đi vòng qua hàng rào đi. Bạn đã có 9 kill, hãy để cho mình ăn. Please. Hãy để cho mình ăn bạn ơi. Ui. Hãy để cho mình ăn bạn ơi. Âu cái gì mà âu? À đủ cái gì, đây mới là mạng thứ 7 của kẹo thôi nha em ơi. Sát thủ ơi. Tiếp bạn này, nhưng vẫn còn mấy thằng nữa mà. Bạn đừng ăn mạng nữa được không? Sát thủ ơi. Ok. Đây bạn, chúng ta chung một con xe rồi. Bạn có 9 kill, hãy để cho mình ăn đi, đừng ăn mạng nữa bạn. Ăn lắm mắc nghẹn bạn ơi, ăn lắm mắc nghẹn bạn ơi. Ui, bạn ơi đừng ăn nữa bạn ơi. Ui. Nó kill nhau rồi. Ui. Như vậy là cơ hội ăn mạng của sĩ kẹo đã hết rồi nha em ạ. Sát thủ thank you. Tại sao vậy? Tại sao bạn lại ăn được 10 kill rồi? Ui bạn ơi, ở ngay phía hông. Tôi dựng bom keo cái đã. Ok đây ông ơi. Ui. Ok bạn ơi. Thế thì mình chịu rồi bạn ạ. Bạn ơi mình chịu rồi. No, nếu ra là mình làm support trong trận này à? No bạn ơi, mình thích làm AD cơ, mình không thích làm support đâu bạn ơi. AD à? Mình thích làm AD cơ. Không, mình không thích support đâu, mình thích làm AD cơ bạn ơi. Tại sao vậy nha em ơi? Mỗi lần cuối bạn này. Mình cầu xin bạn hãy để cho mình ăn mạng cuối. Please. Mong rằng tay mình không nhanh cậu. Ăn nhiều mạng quá sẽ mắc nghẹn đấy bạn. Lúc nãy có báo đến bạn còn chưa sợ sao? Bạn không muốn ăn đạn mà 79 vào đai không? Ồ, hay lắm bạn ạ. Đâu, mình chưa thấy nó. À, nó ngay phía trên, thằng này. Úi dồi nha em ơi. Đậu xanh. Sát thủ ơi, sát thủ ơi, đừng bạn ơi. Mình không cần đâu. Sát thủ ơi, sát thủ ơi, đừng. No. No, sát thủ ơi, đừng. No. No, sát thủ ơi. Anh em ơi. Anh em ơi, tôi lấy chết đây, anh em ơi. Nhảy tự sát đây. Ui. Ui. Nhảy tự sát cũng không chết đây anh em ạ. Đấy đấy. Cuộc sống mà. Cuộc sống không cho tôi tự sát anh em ơi. Buồn quá đi à. Anh định live mấy giờ ấy? Tại sao vậy sát thủ ơi? Nó ăn tận 12 kill nha em, nó gần gấp đôi số mạng của mình. Được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.